Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới Việt-Trung đã có những bước phát triển đáng kể. Những cơ chế chính sách về thương mại biên giới, những cơ chế song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc được hoàn thiện, đặc biệt là Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc được ký kết năm 2016 đã đưa kim ngạch thương mại biên giới tăng cao, hàng hóa trao đổi qua đường biên giới được mở rộng, thúc đẩy phát triển thương nhân hoạt động thương mại biên giới. Hiện tại, tỉnh Cao Bằng đã có quy hoạch xây dựng khu hợp tác quốc tế qua biên giới Trà Lĩnh Việt Nam, Long Bang Trung Quốc với diện tích gần 800 ha, trong đó khu trung chuyển hàng hóa trên 100 ha, khu cảng cạn ICD khoảng 25 đến 30 ha. Theo đó, một số doanh nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng điểm thông quan, khu trung chuyển. Trong nhiệm kỳ này, tỉnh có hẳn một cái chương trình để phát triển kinh tế cửa khẩu. Do vậy là cái việc kêu gọi các cái thương nhân xuất nhập khẩu qua các cái cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng là việc hết sức là quan trọng. Do vậy là Ủy ban tỉnh cũng giao cho Sở Công Thương phối hợp với lại Vụ Thương mại biên giới miền núi của Bộ Công Thương kêu gọi được nhiều doanh nghiệp đầu tư qua xuất nhập khẩu qua Cao Bằng. Để hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc, mới đây Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị kết nối doanh nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Qua cái đợt kết nối này thì hai doanh nghiệp đó là các doanh nghiệp của Long An thì sẽ bàn bạc trực tiếp với các cái doanh nghiệp của Quảng Tây Trung Quốc và các cái doanh nghiệp của Bắc Sắc, để khi mà cái cửa khẩu Trà Lĩnh này được nâng cấp với cửa khẩu quốc tế thì tôi chắc chắn là các cái sản phẩm của Long An không những xuất khẩu qua cái cửa khẩu Lạng Sơn, cửa khẩu Lào Cai thì sẽ đi tiếp qua cái cửa khẩu Cao Bằng này để cung cấp vào sớm vào cái nội địa của thị trường Trung Quốc. Kỳ vọng mà muốn đi cái đường cửa ngõ chính ngạch của Long Bang á, thì cái vận chuyển tụi tôi đang gặp khó là cái vận chuyển, cái cước nó cao từ Hải Phòng mà lên tới Cao Bằng đây cước rất cao. Các cơ quan ban ngành giữa hai nước làm sao tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo có lối mở của hai tỉnh như Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc có cấp cho tỉnh Quảng Tây cái quota gọi là hạn mức nhập khẩu là thuế chỉ có 1% thôi. Thì tôi 1% thì tôi không dám kỳ vọng tới, nhưng mà làm sao cái thuế giảm xuống, có thể là giảm xuống gần 5%, 10% là đấy, gọi là cái mức mà doanh nghiệp có thể chịu được, có thể hỗ trợ để cho các doanh nghiệp khác ở bên tỉnh Trung Quốc nhập khẩu, để có thể là làm sao là doanh nghiệp là hai bên có thể đi lại hàng hóa nó thuận lợi vô tư và đảm bảo sức cạnh tranh cho hàng gạo của thị Việt Nam sang Trung Quốc. Đại diện phía Trung Quốc cho biết, mới đây một tuyến đường sắt chuyên dùng cho đông lạnh đã được đưa vào sử dụng để vận chuyển rau quả từ cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng, Long Bang, Bách Sắc đi Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuyến đường sắt này có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa so với trước đây, giúp giảm chi phí và giá thành. Do đó, việc vận chuyển rau quả tươi vào thị trường nội địa Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn, góp phần gia tăng nhập khẩu các mặt hàng này từ Việt Nam. Đến cửa khẩu biên giới của Việt Trung, đặc biệt là của Cao Bằng hiện nay, thì xuất sang thị trường Trung Quốc, tổ chức hệ thống phân phối. Sự quan tâm của doanh nghiệp cũng đã cho thấy rất rõ là các doanh nghiệp không chỉ từ các doanh nghiệp Quảng Tây, Vân Nam mà kể cả từ các tỉnh phía sau Trùng Khánh như là Hàng Châu, Bắc Kinh cũng đều quan tâm, bởi vì với sự phát triển rất nhanh chóng của cái hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường giao thông đường bộ bên phía Trung Quốc là một cái lợi thế cho xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng hoặc phải cây tươi mau hỏng mà vào sâu trong thị trường nội địa Trung Quốc. Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp chủ động điều tiết lưu lượng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới, kịp thời nắm bắt tình hình về thông quan hoa quả, nông sản và chính vụ để tránh ùn tắc hàng hóa. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác và liên kết, tổ chức hệ thống phân phối vào sâu trong thị trường nội địa mỗi nước.